Xin chào tất cả các bạn. Trong video tiếp theo này thì Uyên sẽ giới thiệu cho các bạn những cái filter nằm trong bộ Blur Gallery. Ở trong filter của Photoshop bạn có thể thấy là chúng ta có hai nhóm, một là nhóm Blur, hai là nhóm Blur Gallery. Thì trong nhóm Blur này Uyên đã giới thiệu cho các bạn ở video trước đó rồi. Thì video này Uyên sẽ giới thiệu về Blur Gallery. Thì tại sao Photoshop lại phân tách ra thành hai nhóm Blur như thế này? Bạn có thể hiểu đơn giản trong cái nhóm Blur là những cái hiệu ứng giúp cho chúng ta làm nhòe hình đi theo những cách khác nhau còn trong nhóm blur gallery nó cũng là làm nhòe nhưng cái cách hoạt động của nó là làm nhòe dựa trên cơ chế là sử dụng cái bộ làm nhòe giống y như là các bạn chụp hình bằng máy cơ có nghĩa là tùy theo cái lens của các bạn chụp hình khẩu độ và tiêu cự như thế nào để tạo ra được một cái hiệu ứng làm nhòe thì với cái nhóm blur gallery này những cái hiệu ứng ở trong cái nhóm này nó sẽ mô phỏng lại những cái cách mà người Việt Nam hay gọi là chụp hình xóa phông bằng cái camera của mình. Đầu tiên ha, bạn cũng sẽ có một cái hình và ở đây Uyên cũng đang chuyển nó thành Smart Object rồi và Uyên sẽ vào trong menu Filter chọn Blur Gallery. Uyên sẽ trải nghiệm thử cho các bạn trong cái đầu tiên trước, Fill Blur. Thì bạn thấy khi mà mình chọn vào bất kỳ một cái Blur nào của cái Blur Gallery, Photoshop sẽ mở cho chúng ta một cái cửa sổ mới như thế này. Thì bạn có thể thấy ha, trong cột bên phải chúng ta cũng có năm cái hiệu ứng blur giống y như là ở bên ngoài. Có nghĩa là nếu bạn không thích chọn cái hiệu ứng blur này, bạn có thể chọn số hiệu ứng blur khác mà chúng ta không cần phải quay trở lại, click chọn ở trong cái menu filter. Trong một cửa sổ này thôi, bạn có thể thao tác được với tất cả năm cái hiệu ứng của blur gallery rất là dễ. Thì một cái trường hợp nữa, trước đấy Uyên đã post một cái video hướng dẫn thực hành những hiệu ứng blur gallery này ở trên YouTube. Và có nhiều bạn hỏi Uyên là máy của bạn mở ra nó không hiển thị những cái spin để cho mình hiệu chỉnh như thế này. Nếu mà máy của các bạn không hiển thị ra những cái spin để chúng ta có thể hiệu chỉnh, bạn sẽ vào trong menu View. Và chúng ta sẽ chọn Show, rồi có một cái là Edit Pins. Bạn click chọn, bật cái này lên thì nó sẽ hiện cái pins, những cái hiệu chỉnh như thế này ở trên hình cho mình. Thì những cái này là những cái gì? Những cái này, ở đây bạn thấy không? Mình có một cái tâm này, và chúng ta có thể tăng giảm cái độ nhòe của cái hình dựa trên cái tâm này, cái thông số blur của nó. Thì cái thông số blur của cái vòng tròn này nó sẽ tương ứng với lại cái thông số blur khi mà chúng ta hiệu chỉnh ở trong cột bên phải của nó. Cái thanh ở đây bạn thấy không? 3 pixel này. Khi bên tăng lên thì cái vòng của mình nó cũng sẽ tăng lên. Đó. Thì ở đây nha chúng ta có fill blur là cái cách của nó blur ít hay nhiều. Bạn thấy không? Khi mà mình tăng hoặc là giảm những cái thông số blur ở đây nó cũng làm nhòe hình thì tới cái bước này bạn có thể thấy là nó gần giống như là Gaussian Blur gần giống như là chúng ta sử dụng Gaussian Blur Vậy thì cái này nó có khác cái gì? Bạn để ý ha, ở phía dưới cột bên phải chúng ta sẽ có một cái effect rồi motion effect và noise Ví dụ với cái effect này khi mà Uyên kéo cái thanh light bokeh, bạn thấy khi Uyên kéo lên Tất cả những cái ánh đèn ở trên hình của mình nó sẽ được chuyển thành bokeh. Còn nếu bình thường chúng ta giảm bên đi bạn thấy không? Nó sẽ làm nhòe hết tổng thể hình, nó không có những cái ánh sáng đó. Và ở đây chúng ta có thể tạo được những cái ánh sáng. Đó, kéo lên này Có những cái ánh sáng y như là những cái bokeh ở trên hình của mình. Tạo ra một cái background khá là đẹp. Những cái này là những cái mà bạn chụp hình chúng ta làm nhòe xóa phông ở phía sau nó cũng sẽ tạo ra được những cái bokeh như thế này. Rồi đây là bokeh color, màu sắc. Màu sắc của những cái bokeh này. Bạn thấy ví dụ ha, bạn để ý những cái mờ mờ ở đây nè. Đó, phạm vi mờ mờ ở đây. Nếu mà Uyên giảm cái bokeh này đi, bạn thấy cái ánh sáng của nó gần như là màu trắng. Đó, gần như là màu trắng. Nhưng mà khi Uyên kéo cái bokeh color này lên, bạn thấy ánh sáng của nó, nó có màu hơn, sặc sỡ hơn, xanh này, hồng này, vàng này. Đó, nó sẽ có những cái màu sắc hơn cho mình. Rồi cái thanh tiếp theo là Light Range là những cái cường độ ánh sáng thôi. Bạn có thể cân chỉnh sáng tối tùy ý ở đây. Khi mà chúng ta kéo ở đây bạn thấy nó bị cháy rồi, nó bị cháy sáng rồi. Nên chúng ta sẽ để hẹp lại, giảm nó lại. Để chúng ta có một cái cường độ ánh sáng cho nó phù hợp tùy theo hình của mình. Motion Effect thì trong hiệu ứng này nó không có, nó không có, nó chỉ ứng dụng cái Motion Effect sử dụng được cho patch blur và spin blur thôi nó không sử dụng được cho cái cái fill blur này noise noise là những cái hạt noise ở trên hình của mình những cái hạt hạt ví dụ hiện tại ở đây nha chúng ta zoom lên bạn thấy hình của chúng ta nó khá là mượt bởi vì khi mà chúng ta blur đi làm nhòe đi là hình của chúng ta tất cả các điểm ảnh nó đã nhòe nó hòa lại với nhau rồi cho nên là chúng ta sẽ không có nhìn thấy cái noise của nó nữa tuy nhiên là khi mà các bạn ghép hình á bạn ghép hình bạn muốn dùng cái hình này làm một cái background Vì lấy ví dụ ha bạn dùng hình này làm một cái background và bạn ghép thêm một cái hình khác vào trong cái hình này thì cái hình khác mà bạn ghép vào đó nó có noise thì cái hình này của bạn cũng phải có noise thì khi mà chúng ta ghép vào nó mới phù hợp bởi vì nếu mà một cái có noise một cái không có noise mịn quá thì ghép vào nhìn sẽ rất là giả dạ. cho nên là ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái cửa sổ để chúng ta có thể ép thêm những cái noise vào cho hình của mình. các bạn thấy khi mà Uyên tăng lên một chút này, bạn thấy có những cái noise, đó còn khi mình giảm xuống hình của chúng ta rất là mịn bởi vì Kepler nó làm mịn hình của mình đi. Mình tăng gain lên, đó, amount lên, bạn thấy nó sẽ có một cái noise như thế này. Nhìn nó sẽ giống thật hơn bởi vì khi mà bạn chụp ảnh thứ nhất là ảnh buổi tối, ban đêm. Trong trường hợp thiếu ánh sáng thì cái hình của chúng ta nó sẽ bị noise. Có thể là khi bạn nhìn như thế này bạn không thấy noise nhưng mà khi mà chúng ta zoom lên bắt buộc phải thấy bởi vì những cái vùng mà thiếu ánh sáng không bao giờ hình của chúng ta nó nét cả nó sẽ có một cái độ noise quan trọng là ít hay nhiều thôi chứ không bao giờ hình của chúng ta nó nét mịn hoàn toàn như thế này. Nên bạn chú ý ha, để tạo hiệu ứng thật hơn thì chúng ta nên add thêm một cái noise vào cho nó. Trong đây là tất cả những cái gì bạn có thể hiệu chỉnh được với lại cái noise này, chúng ta có thể tự trải nghiệm trong hình của mình. Thì với cái trường hợp này, bạn có thể thấy ha, blur là nó sẽ làm nhòe hết tất cả hình của mình đi giống như là Gaussian Blur và nó có thêm effect để cho chúng ta chỉnh bokeh và noise trên hình rồi lấy ví dụ nếu bạn không muốn chọn cái fill blur này bạn có thể tắt cái dấu check ở đây đi tắt đi nghĩa là nó sẽ không xài nữa không sử dụng cái fill blur này nữa rồi ví dụ uyên bật cái iris blur lên thì lúc này chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng là iris blur thì với cái iris blur này nó sẽ làm nhòe đi và nó sẽ có một cái vùng an toàn cho mình. Trong cái vùng này, ảnh của chúng ta nó sẽ rõ, nó sẽ rõ nét. Thì với cái vùng này bạn có thể hiệu chỉnh tùy ý, có thể là kéo nó ra thành ellipse này, hoặc có thể xoay nó bất kỳ một cái chiều nào, tùy ý của mình. Đây là cái tâm, bạn có thể click vào cái tâm và bạn di chuyển nó đi. đó Ví dụ bạn muốn phần phạm vi này, trong cái vùng tròn này, trong hình ellipse này nó không blur, bạn có thể hiệu chỉnh. nó bạn thấy ha. Rồi trong này thì cái độ mức độ blur ít hay nhiều này, bạn kéo lên này, đó chúng ta có thể thấy khi kéo lên như thế này, những cái vùng bên ngoài nó blur, còn cái vùng trong vùng tròn này nó sẽ không có blur. Thì tùy nhu cầu của bạn, nếu mà có những trường hợp bạn cần có những cái vùng ở trong phạm vi hình tròn hoặc là ellipse mà nó rõ nét, nó không blur, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một cái lệnh đó là iris blur. Tất cả thông số dưới này đều y chang bạn ha. Thông số đều y chang hết. Rồi, tắt cái iris blur này đi. Chúng ta thử một cái khác, đó là Til Shift. Thì bạn để ý này, với cái tiêu Shift này, chúng ta sẽ có là blur theo dạng đường thẳng và chúng ta có một cái tâm ở đây. Bạn thấy khi mà cái tâm của mình này nó blur dần lên trên và blur dần xuống dưới, thì bạn cũng có thể hiệu chỉnh những cái mức độ blur của nó trong những cái thanh này, kéo hoặc là giảm, Đó. tăng hoặc là giảm những cái thanh này đi để chúng ta có thể cân chỉnh lại cái mức độ nhòe của nó tùy ý bạn thôi ha. Còn muốn di chuyển thì chúng ta sẽ click vào cái pin này chúng ta di chuyển nó xuống bất kỳ một cái phạm vi nào. Đó. Rồi ví dụ bạn muốn blur nó dần lên trên thì bạn sẽ thấy là cái hiệu ứng của nó nó sẽ blur làm nhòe dần lên trên. Đó. Phía dưới này thì rõ này, ngay cái tâm của mình nó sẽ rõ này. Còn càng ngày lên trên nó sẽ càng nhòe đi. Đây là cái mức độ blur ít hay nhiều này. Đó. Rồi đây là cái sự biến dạng bạn có thể hiệu chỉnh tùy ý mình rồi bạn để ý là tuy nhiên với cái trường hợp ở đây khi mà chúng ta hiệu chỉnh một cái pin này bạn di chuyển bất kỳ một vị trí nào theo dạng đường ngang thì khi mà bạn thấy cái con trỏ chuột của mình nó có một cái giống như là cái đinh giống như là cái ghim, ấy, cái đinh ghim ấy, rồi kế bên nó có một cái dấu cộng có vâng nghĩa là khi mà cái con trỏ chuột của bạn nó hiện dấu cộng ở cái đinh ghim như thế này bạn click vào một điểm bất kỳ nào đó nó sẽ tạo cho chúng ta thêm một cái pin nữa và Uyên lấy ví dụ với cái pin này. Trong trường hợp nếu mà các bạn không muốn cái hiệu chỉnh của mình nó nằm theo cái chiều ngang như thế này, bạn có thể giữ phím Shift và chúng ta rê con chuột vào một trong hai cái điểm màu xanh này. Từ cái tâm của cái đường tròn này thẳng lên bạn thấy chúng ta có hai cái điểm màu xanh ở đây. Đó. Và với hai điểm này ha, bạn giữ phím Shift chúng ta sẽ có thể xoay được một cái góc nó chẵn hơn, nó lên được 90 độ như thế này. Còn nếu mà chúng ta không giữ phím Shift, bạn xoay thì chúng ta có thể xoay bằng bất kỳ một cái hướng nào tùy ý của mình theo một cái độ không có cố định có nghĩa là bạn có thể xoay tự do còn khi mà giữ phím shift chúng ta sẽ xoay được một cái góc 45 độ hoặc là 90 độ nó nó chẵn hơn đó, là ví dụ mình có một góc 90 độ như thế này thì lúc này chúng ta sẽ có được thêm một cái để có thể hiệu chỉnh cái độ nhòe của nó theo chiều thẳng đứng thì đó là những cái hiệu chỉnh mà chúng ta có thể làm được với lại ba cái tính năng fill blur, iris blur và tilt shift rồi hiện tại với lại cái cái path blur này, bạn có thể để ý nha, với cái path blur này khi mà chúng ta làm hiệu chỉnh nó sẽ có một cái đường mũi tên để chúng ta có thể hiệu chỉnh cái độ của nó đi theo cái hướng như thế nào. Cái này thì nó sẽ gần giống như là chúng ta hiệu chỉnh về motion blur vậy đó, bạn thấy không? Đó. Khi mà chúng ta càng kéo thì cái thông số của mình nó sẽ càng blur nhiều hoặc là ít tùy theo cái mức độ và nó sẽ nhòe ra giống y như là motion blur bạn thấy nè đó cái đang nhòe theo cái hướng như thế này motion blur và ở đây chúng ta sẽ có một cái là motion effect thì trong những cái hiệu chỉnh này bạn có thể chỉnh cái tốc độ của nó này cái speed là như thế nào đó rồi đây là cái độ độ nhòe theo hướng rồi uh, end point speed này là cái điểm cuối cùng nó blur đến cái tốc độ nó tới là cái điểm như thế nào rồi trong phần motion effect này bạn có thể hiệu chỉnh thêm đó, những hiệu ứng riêng của nó cái này nó làm nhòe ra này bạn thấy khi mà chúng ta kéo không? cái hình của mình nó bị làm nhòe ra thành bốn cái hình khác giống như là nó bị lặp lại đó kiểu như vậy cái này là ánh sáng đó những cái tia những cái tia sáng hơn cho mình cái okay. Post Blur này nó hiệu ứng của nó gần giống như là Motion Blur và nó làm nhòe hình hình của chúng ta theo một cái hướng nào đó. Và lúc này bạn có thể hiệu chỉnh nó tùy theo cái hướng của mình. Muốn Blur nhòe theo hướng nào? Muốn Blur nhòe theo hướng nào chúng ta sẽ xoay nó theo một cái hướng tương đương như vậy. Còn cuối cùng chúng ta có một cái là Spin Blur. Cái Spin Blur này thì nó sẽ blur theo dạng hình tròn. Bạn thấy ha, theo dạng hình tròn thì cái spin blur này nó sẽ tương đương với lại cái radio blur ở trong cái hiệu ứng blur của mình. Tuy nhiên bạn để ý ha, trong phần spin blur này, angle này, đó bao nhiêu độ tùy này. Đó, bạn để ý khi mà chúng ta kéo ra những cái tròn như thế này. Đây là cái độ biến dạng của nó. Muốn biến dạng theo kiểu như thế nào? Rồi cái này flash ánh sáng. Thì bạn để ý ha, với cái hiệu ứng mà xoay tròn như thế này và chúng ta có một cái hình tròn ở ngoài để chúng ta có thể hiệu chỉnh cái độ của nó. Có thể biến dạng theo hình elip hoặc là bất kỳ một cái hình nào tùy theo cái khung bên ngoài chúng ta kéo. Thì trong trường hợp mà cái spin blur này các bạn sẽ sử dụng nó ở những cái chuyển động tròn. Bạn đấy nha, những cái chuyển động tròn ví dụ như là bánh xe. Thì khi mà chúng ta có một cái hình bánh xe nó đứng mà các bạn muốn làm cho cái xe đó nó chuyển động, nó ghép vào trong một cái trạng thái chuyển động thì chúng ta phải ép thêm cho nó những cái hiệu ứng lơ vào cái bánh xe để chúng ta thấy được là bánh xe nó đang chuyển động như thế này. Đó là những cái hiệu ứng mà giúp cho chúng ta có thể tạo ra được những cái chuyển động theo dạng hình tròn. Và cái thế này thì theo mình thấy đa số người ta sẽ ép vào trong những cái bánh xe là chủ yếu nó sẽ giúp cho mình tạo ra được những cái chuyển động tròn lăn đi như vậy. Hoặc là những cái quả banh mà nó đang lăn xuống sườn dốc hoặc những cái tảng đá lăn xuống sườn dốc kiểu như vậy nó cũng sẽ tạo ra những hiệu ứng như thế này. Thì đây là tất cả năm cái hiệu ứng mà chúng ta có thể làm được với lại Blur Gallery. Khi mà chúng ta đã ok rồi thì bạn cũng cứ click ok phía trên này thôi, tự động nó sẽ áp hiệu ứng đó vào trong hình của mình như thế này. Muốn xóa đi thì chúng ta xóa trong cái filter ở cái smart filter ở đây, hoặc là muốn hiệu chỉnh lại thì chúng ta lại double click vào nó và chúng ta hiệu chỉnh lại bằng bất kỳ một cái thông số nào mà chúng ta muốn. Thì đây là tất cả những cái về Blur Gallery. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của khóa học. Nếu bạn thích những video của Uyên và muốn giúp đỡ cũng như là mời Uyên một ly cà phê nào đó để cảm ơn, Uyên có đánh kèm ở bên dưới phần mô tả của video một đường link để các bạn có thể donate hoặc là chuyển khoản thẳng qua cho Uyên một cái khoản tiền ủng hộ coi như là cảm ơn cái công sức Uyên đã bỏ ra và bạn đã học hỏi được từ cái video của Uyên. Uyên thực sự muốn các bạn có thể thu nhận được rất nhiều kiến thức bài bản từ cái khóa học Photoshop CC018 này. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.